ba. Một người bổ năm. Rồi. Very good. Sai. Mỗi lần chị nói sai là chữ nó phải ngoặc lại để tí nữa luyện. Tiếp. Sai. Đã nói sai đừng có gắng nữa, bởi vì là sai là sai hoài. Sai. Trong to lại. Bố nấm thôi. Bố nấm, ấm thứ tư bị sai. Tân, kem cho Ngọc. Đúng rồi. Đúng. Đúng. Good. Thảo. L. Đưa bật lưỡi xuống. L. Rồi. L. Rồi. Sai. Sai, vòng lại, ngồi xuống. Để ý này. Rồi thôi, Linh. Rồi. Ua. Rồi. Nắm rồi, ngồi xuống. Được rồi, thả hơn chút, rồi. Âm y. Sai. Nhưng là pơ đâu. Không phải là cơ mà. Mở cái môi đen ra. Vu cho rõ ràng, vu rõ ràng ra chị. Rồi.
Đúng rồi. Sai. Vòng lại, tập lại âm nữa chị. Đúng rồi. Tốt lắm, tốt lắm. Đúng rồi. Sai. Vòng lại, tập lại âm nữa. Âm nữa đó là chứ không phải là rồi, tân. Rồi. Rồi. Không phải là year. 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 Rồi, good. Rồi, tốt. Thảo. Im miệng. Mạnh mẽ lên, nhanh, mạnh dứt khoát. Im miệng vuông tròn đâu. I. 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 Rồi. Yeah.